Các em học sinh thân mến, mùa thu vốn là một đề tài quen thuộc của thi ca Việt Nam. Thu thường mang đến cho con người một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát, một nỗi buồn man mác, gợi nhớ hay nuối tiếc về một điều gì đó xa xôi, đầy bí ẩn. Có lẽ chính vì thế, mùa thu trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những thi sĩ vốn có tâm hồn rất nhạy cảm, tinh tế. Nhà thơ Bích Khê đã từng có hai câu thơ nổi tiếng viết về mùa thu: Ô hay buồn vương cây ngô đồng, vàng rơi thu mênh mông. Nhà thơ Lưu Trọng Lư cũng đã góp vào bức tranh mùa thu Việt Nam những câu thơ tuyệt đẹp. Em không nghe mùa thu, lá thu rơi xào xạc, con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô. Vâng, còn rất nhiều bài thơ thu đã góp phần khắc họa vẻ đẹp đầy quyến rũ của mùa thu Việt Nam. Và trong số những bài thơ hay viết về mùa thu, chúng ta không thể không nhắc đến chùm ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến, đặc biệt là bài thơ Thu Điếu, còn gọi là Câu Cá Mùa Thu. Nhà thơ Xuân Diệu đã từng nhận xét: Bài thơ Thu Vịnh là có thần hơn hết, nhưng ta vẫn phải nhận bài Thu Điếu là điển hình hơn cả cho mùa thu của làng cảnh Việt Nam. Đến với bài thơ Thu Điếu, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cảnh sắc mùa thu rất đặc trưng ở làng quê Bắc Bộ. Và đằng sau cảnh thu, tình thu, đó chính là tâm trạng, nỗi niềm thầm kín của nhà thơ. Đầu tiên, cô và các em sẽ đi vào phần tìm hiểu chung về tác giả Nguyễn Khuyến với vài nét khái quát về cuộc đời, phong cách sáng tác và một số tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ. Nguyễn Khuyến tên thật là Nguyễn Thắng, sinh năm 1835, quê làng Yên Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ông xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo. Nguyễn Khuyến là người có tài, nhưng con đường thi cử của ông lận đận. Năm 1864, ông đổ đầu kỳ thi Hương. Mấy kỳ thi sau, ông thi tiếp nhưng lại trượt. Đến năm 1871, ông thi đổ đầu cả kỳ thi Hội và thi Đình. Vì ba lần đổ đầu nên ông được gọi là Tam Nguyên Yên Đỗ. Sau khi đỗ đạt, Nguyễn Khuyến đã ra làm quan dưới triều đình nhà Nguyễn được 10 năm. Sau đó, cảm thấy bất lực trước cảnh đất nước bị xâm lược, đạo đức xã hội suy đồi, chốn quan trường đen tối, ông đã cáo quan về ở ẩn và dạy học tại quê nhà. Nhìn chung về cuộc đời tác giả, chúng ta có thể đưa ra nhận định sau: Nguyễn Khuyến là một người tài năng, có cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân. Ông từng bày tỏ thái độ kiên quyết bất hợp tác với chính quyền thực dân Pháp. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về sự nghiệp thơ văn của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Nguyễn Khuyến là một trong những nhà thơ lớn cuối cùng của thời kỳ văn học trung đại. Ông được mệnh danh là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam. Sáng tác của Nguyễn Khuyến gồm cả chữ Hán và chữ Nôm với số lượng lớn, hiện còn trên 800 bài gồm thơ, văn, câu đối, nhưng chủ yếu là thơ. Thơ Nguyễn Khuyến nói lên tình yêu quê hương đất nước, gia đình, bạn bè, phản ánh cuộc sống của những con người khổ cực, thuần hậu, chất phác, châm biếm đã kích thực dân Pháp xâm lược, tầng lớp thống trị, đồng thời bộc lộ tấm lòng ưu ái đối với dân, với nước. Đóng góp nổi bật của Nguyễn Khuyến cho nền văn học dân tộc là ở mảng thơ nôm, thơ viết về làng quê, thơ trào phúng. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu khái quát vài nét về bài thơ Thu Điếu. Như nội dung ở phần tìm hiểu chung cô đã giới thiệu, Nguyễn Khuyến được mệnh danh là nhà thơ của làng cảnh Việt Nam. Gần suốt cuộc đời mình, ông đã gắn bó với thôn quê, sống hòa hợp và thấu hiểu mảnh đất quê nhà. Thế nên,
Cảnh vật làng quê trong thơ ông hiện lên rất chân thực, giản dị, tinh tế. Đọc Thu Điếu, ta bắt gặp một bức tranh thu đặc trưng của vùng chim trũng Bắc Bộ, quê hương của nhà thơ. Đấy chính là nét mới mẻ của tác phẩm so với thi pháp truyền thống của văn học trung đại Việt Nam. Thu Điếu là một trong ba bài thơ nôm viết về mùa thu của Nguyễn Khuyến gồm Thu Vịnh, Thu Điếu, Thu Ẩm. Nhiều tài liệu cho rằng ba bài thơ này được sáng tác trong khoảng thời gian tác giả đã cáo quan về quê dạy học. Có thể nói đây là một trong những bài thơ viết về mùa thu hay nhất trong văn học trung đại nói riêng và văn học Việt Nam nói chung. Bài thơ được xem là bài thơ điển hình hơn cả cho mùa thu của làng cảnh Việt Nam, theo như nhà thơ Xuân Diệu đã từng nhận định. Bài thơ Thu Điếu được viết bằng chữ nôm theo thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật. Chúng ta có thể phân tích bài thơ theo ba hướng. Một là phân tích theo nội dung, tức là chúng ta bổ dọc, phân tích theo ý. Hai là chúng ta phân tích theo bố cục, hình thức, tức là chúng ta bổ ngang. Và thứ ba là chúng ta có thể kết hợp cả hai hướng trên. Trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em phân tích bài thơ theo bố cục của thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật, tức là phân tích bài thơ theo bốn phần, đề, thực, luận, kết các em nhé. Nào, bây giờ cô cùng các em sẽ bắt đầu đọc văn bản. Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẹo teo. Sóng biếc theo làng hơi gợn tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Tầng mây lơ lửng, trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Tựa gối buông cần lâu chẳng được, cá đâu đớp động dưới chân bèo. Các em thân mến, trong bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng có vẻ đẹp riêng hấp dẫn lòng người, đúng không nào? Nhưng có lẽ trong đó, mùa thu là mùa gợi cho con người nhiều cảm xúc nhất. Mùa thu với sắc vàng đặc trưng của lá, của nắng, của hoa, cái nhẹ nhẹ của gió, cái trong vắt của bầu trời, cái không khí se se lạnh. Tất cả những hình ảnh đó đã tạo cho cảnh sắc mùa thu một vẻ đẹp đầy quyến rũ, nhẹ nhàng, thanh thoát. Chính vì thế, khi chúng ta đọc bài thơ để dễ dàng bắt nhịp với cảm xúc, tâm trạng của nhà thơ gửi gắm qua từng câu chữ, các em hãy đọc bài thơ này bằng giọng đọc nhẹ nhàng, truyền cảm. Chúng ta chú ý cách ngắt nhịp 4-3 đúng theo thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật các em nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với hai câu thơ đầu của bài thơ. Ao thu lạnh lẽo, nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẹo teo. Nếu như ở Thu Vịnh, mùa thu được Nguyễn Khuyến đón nhận từ cái không gian thoáng đãng, mênh mông, bát ngát, với cặp mắt hướng thượng, khám phá dần các tầng cao của mùa thu để thấy được trời thu xanh ngắt mấy tầng cao, thì ở Thu Điếu, nhà thơ không tả mùa thu ở một khung cảnh thiên nhiên rộng rãi, không phải là trời thu, rừng thu hay hồ thu, mà lại chỉ gói gọn trong một ao thu nhỏ hẹp. Cảnh vật được đón nhận từ gần đến cao xa, rồi từ cao xa trở lại gần. Từ điểm nhìn của một người ngồi trên chiếc thuyền nhìn ra mặt ao, nhìn lên bầu trời, nhìn ra ngõ trúc, rồi lại trở về với không gian ao thu nhỏ hẹp. Nhà thơ đã quan sát không gian, cảnh sắc thu theo nhiều hướng thật sinh động. Từ lấy lạnh lẽo kết hợp với tính từ trong veo đã gợi cho người đọc cảm nhận sự tĩnh lặng của mặt nước ao thu. Nguyễn Khuyến đã ghi nhận được hai đặc trưng của ao thu là ao lạnh, nước trong đến tận đáy, một không gian yên tĩnh đến se lòng.
Không gian ấy dù xuất hiện thêm hình ảnh một chiếc thuyền câu nhỏ bé, tức là xuất hiện thêm hình bóng con người, thế nhưng cũng không đủ sức phá vỡ sự tĩnh lặng của mặt nước ao thu trong cái se lạnh của đất trời. Có thể nói đây là nét rất đặc trưng, rất riêng, chỉ có ở mùa thu làng quê Bắc Bộ. Nếu như hai câu thơ đầu, nhà thơ giới thiệu cảnh sắc buổi câu cá mùa thu thật tĩnh lặng, thì ở hai câu thơ tiếp theo, cảnh sắc mùa thu lần lượt hiện lên sống động hơn. Bút pháp gợi tả đặc trưng của thơ Đường đã được tác giả vận dụng rất điêu luyện. Chỉ vài hình ảnh, vài điểm xuyến nổi bật, nhưng người đọc có thể hình dung và cảm nhận cảnh sắc trời thu như đang hiện ra trước mắt. Sóng biếc theo làng hơi gần tí, lá vàng trước gió khẽ đưa vèo. Câu thơ thứ ba bắt đầu xuất hiện sự chuyển động của vạn vật mùa thu, dù sự lay động ấy chỉ nhẹ nhàng khe khẽ. Màu biếc của sóng hòa hợp với sắc vàng của lá đã khắc họa nên bức tranh quê đơn sơ mà thanh thoát. Hai từ hơi và khẽ thể hiện sự chuyển động rất nhẹ nhàng trong cảnh sắc mùa thu. Nghệ thuật đối trong phần thực rất điêu luyện. Lá vàng với sóng biếc, tốc độ khẽ đưa vèo của lá bay tương ứng với mức độ hơi gợn tí của sóng, gợi lên nét dịu nhẹ thanh sơ của mùa thu. Nhà thơ Tản Đà đã hết lời ca ngợi chữ vèo trong thơ của Nguyễn Khuyến. Ông đã nói, một đời thơ của mình may ra mới có được câu thơ vừa ý trong bài Cảm Thu Tiễn Thu, vèo trong lá rụng đầy sân. Hai câu luận đã mở rộng không gian miêu tả, không còn ở khoảng cách gần mà đã mở ra cao hơn, xa hơn. Tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt, ngõ trúc quanh co khách vắng teo. Bức tranh thu có thêm chiều cao của bầu trời xanh ngắt với những tầng mây lơ lửng trôi theo chiều gió nhẹ. Trong chùm thơ thu, Nguyễn Khuyến đều nhận diện sắc trời thu là xanh ngắt. Trời thu xanh ngắt mấy tầng cao trong bài Thu Vịnh. Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt trong bài Thu Ẩm. Và hình ảnh tầng mây lơ lửng trời xanh ngắt trong bài Thu Điếu. Cảnh vật êm đềm thoáng một nỗi buồn cô tịch hiu hắt. Xanh ngắt là từ chỉ một màu xanh thuần khiết trên một khoảng rộng xanh có chiều sâu. Từ xanh ngắt đã gợi ra cái sâu, cái lắng của không gian, cái nhìn vời vợi của nhà thơ, của một ông lão nông tri điền đang câu cá. Trời thu xanh ngắt, thâm thẳm, mây trời trong thu điếu không trôi mà lơ lửng, gợi một cảnh thu đẹp và yên tĩnh nhưng ngưng động lại trên khoảng không gian bao la rộng lớn. Chiều sâu không gian được cụ thể hóa bằng đồ quanh co của ngõ trúc. Ngõ trúc quanh co, khách vắng teo. Hình ảnh cây trúc xuất hiện khá nhiều trong thơ của Nguyễn Khuyến. Nhìn khái quát, nó mang một nét vắng lặng và đượm buồn mà Nguyễn Khuyến đã từng viết. Cần trúc lơ phơ, gió hắt hiu. Màu xanh của da trời, màu xanh của trúc bao trùm lên sắc màu của không gian. Cảnh vật trở nên u tịch, khô liêu, hiu hắt. Với tính từ vắng teo, tức là vắng tanh, vắng ngắt không một bóng người. Tất cả cảnh vật từ mặt nước ao thu lạnh lẽo đến chiếc thuyền câu bé tẻo teo, từ sóng biếc đến lá vàng, từ tầng mây lơ lửng đến ngõ trúc quanh co, đều hiện lên với đường nét, màu sắc, âm thanh. Có khi thoáng chút bâng khuâng, mang mát, nhưng rất gần gũi, thân thiết
với mỗi con người Việt Nam. Các em biết không, cái ý vị của bài Thu Điếu chính là ở hai câu kết: tự gối buông cần lâu chẳng được, cá đâu đớp đồng dưới chân bèo. Tự gối buông cần là tư thế của người câu cá, cũng là một tâm thế nhàn, thoát vòng danh lợi. Từ đâu ở câu cuối vừa có nghĩa là tiếng cá đâu đó đớp mồi dưới chân bèo, cũng có nghĩa là không, không có âm thanh nào kể cả tiếng cá đớp mồi. Tất cả đều rơi vào tĩnh lặng. Đặt trong thi pháp nghệ thuật thơ đường, hiểu theo nghĩa tiếng cá đâu đó đớp mồi dưới chân bèo sẽ hợp lý hơn. Đó chính là thủ pháp nghệ thuật lấy động tả tĩnh. Tiếng cá đớp mồi không những không phá tan sự tĩnh lặng của bức tranh mùa thu, mà ngược lại, nó càng làm cho bức tranh thu thêm tĩnh lặng. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng cá đớp mồi ở đâu đó xa xa vọng lại. Phải chăng đó là âm thanh của cõi lòng người câu cá? Người câu cá ở đây chính là nhà thơ, một ông quan to triều Nguyễn, yêu nước thương dân nhưng bất lực trước thời cuộc, không cam tâm làm tay sai cho thực dân Pháp đã cáo bệnh từ quan. Bài thơ với nhan đề là Thu Điếu, tức là câu cá mùa thu. Thế nhưng thực ra tác giả không chú ý vào việc câu cá. Nói câu cá nhưng thật ra là để đón nhận trời thu vào lòng, gửi gắm tâm sự của riêng mình. Cõi lòng tĩnh lặng để cảm nhận độ trong veo của nước, cảm nhận cái hơi gợn của sóng, cảm nhận độ rơi khẽ của lá. Đặc biệt, cõi lòng tĩnh lặng được gợi lên sâu sắc từ một tiếng động nhỏ, tiếng cá đớp mồi. Đó là sự tĩnh lặng tuyệt đối của tâm cảnh. Cõi lòng của thi nhân cũng tĩnh lặng, trong trẻo như làng quê Việt Nam trong tiết thu. Bằng ngôn ngữ thơ giản dị, trong sáng, bút pháp gợi tả tinh tế, cách gieo vần độc đáo kết hợp với nghệ thuật lấy động tả tĩnh thường thấy ở thơ đường. Bài thơ Thu Điếu đã khắc họa cảnh sắc mùa thu dịu nhẹ thanh sơ, đặc trưng cho vẻ đẹp của mùa thu ở vùng quê đồng bằng Bắc Bộ, vẻ đẹp điển hình hơn cả cho mùa thu của làng cảnh Việt Nam. Thu Điếu là một trong những bài thơ không chỉ góp phần đưa Nguyễn Khuyến trở thành nhà thơ của làng cảnh Việt Nam, mà còn làm thêm một nhân cách lớn. Nguyễn Khuyến còn lại mãi trong lòng người đọc, một nhà thơ có cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân. Các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu nội dung và nghệ thuật bài thơ Thu Điếu của nhà thơ Nguyễn Khuyến. Cô hy vọng rằng video này sẽ định hướng giúp cho các em nắm được những kiến thức cơ bản về cuộc đời, sự nghiệp văn học của nhà thơ. Trên cơ sở đó, vận dụng các thao tác lập luận, kỹ năng nghị luận văn học để tiếp cận, phân tích những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ Thu Điếu. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm hai bài thơ Thu Bình và Thu Ẩm trong chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến để có cái nhìn toàn diện hơn và hiểu rõ hơn vì sao Nguyễn Khuyến được mệnh danh là nhà thơ của mùa thu hay nhà thơ của làng cảnh Việt Nam. Cô chào các em và hẹn gặp lại các em trong các bài giảng sau.